Pháp Nhân Duân như Thượng Tọa vừa nói là được quý vị đến đây để nghe Pháp của Thầy. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin quý vị tối hôm nay trở về với giấc ngủ ngon. Xin cảm ơn quý vị. Di Đà Phật, có lẽ rằng là chúng ta kết thúc ở đây. Vậy xin tất cả cùng với chúng tôi chắp tay niệm hồi hướng.